Đây các bác nhé, cách đây khoảng độ hơn một tuần em có về một em quạt cũng là thương hiệu này của Mitsu. Để em tắt đi ạ. Tắt đi. Con này của Mitsu. Mọi tính đang hoạt động bình thường. À, con trước cái con hôm trước thì cái màu của nó là màu xanh, màu nõn xanh xanh nõn chuối hơn. Nhưng con hôm trước thì đã được gọi là sơn tuốt toát lại rồi, lót rồi. Con này em đăng lên cái thì các bác lấy luôn rồi. Còn con hôm nay thì còn zin hết này. Những cái chỗ này này các bác ạ, thật ra là những cái này này các bác về mất có 50 nghìn thì sơn đẹp là con keng, nhưng con này nó còn di tất, em không động vào cái gì cả. Này còn bụi này ấy, bác nhìn chưa, bụi bụi này. Con này nút cái này, cái volume xoay này là volume tăng số nhé, có 3 số luôn. Còn cái này này là ấn để cho cao thấp, để kéo quạt cây lên cao thấp. Còn cái này là bật và tắt tốc năng, ok chưa. Con này còn zin hết, tất cả sơn đây của nó là những cái gì nó mòn hay nó để nguyên. Đây là gang đúc, gang đúc tất cả là gang đúc hết. Con này gang đúc tất. À, con hôm trước cũng giá 2 triệu 9 rồi, con này cũng để cho bác 2 triệu 9. Con này còn zin luôn, con hôm trước lại còn có tuốt tát, có nghĩa là tuốt là sơn lại. Con này thì còn zin tất bác nhé. Con cách đây tuần trước thì cái quần trước là cái màu của nó xanh nó đậm gần như này này, nó xanh sáng một chút. Còn con này thì còn zin tất, chưa sơn chứ gì cả. Đặc biệt là cái chiều cao của cái quạt cây này bằng nhôm, con này bằng nhôm nhé. Bằng nhôm. Nhôm của đẹp này, nhôm dày lắm. Đấy, còn ngoài ra thì con Mitsu này bác nhìn này. Còn nguyên zin tất cả cổ gỗng rồi cổ kiên này. Cả trên dưới tất cả còn zin tất, kể cả cánh luôn. Đấy, lại còn có cả bác nhìn này, to vò làm tổ đây này. Chưa dọn mà. Chưa dọn mà như thế này thì các bác biết rồi gì ạ? Vẫn để cho bác mức giá 2 triệu 9. 2 triệu 9 ạ. Bác nào có muốn lắp thêm đổi nguồn thì báo em Tuấn. Em lắp thêm cái đổi nguồn 220 vào đây cho bác để các bác về cắm trực tiếp luôn. Còn không điện của nó em nó là 100V. Zin tất, có nhìn này. Zin luôn được cái này, thép luôn, thép hết. Tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường, còn zin. À, vẫn để cho bác mức giá 2 triệu 9 con quạt Mitsu. Mitsu này là con này là bác chú ý hộ em là bác nào mà xem ấy, bác chú ý em là báo cho em Tuấn là con Mitsu còn zin nhé, còn zin chưa sơn nhé. Con này còn zin chưa sơn đây này. Đấy, hộ em để phân biệt hai con. Chào các bác.